Ok nhá, hello mọi người đến với channel của tôi, các bác em ạ. Lại là anh chú gọi thật xíu tay cả nhà. Thì hôm nay anh em đem vào cái 4 là 439M để anh em cùng nhau lẩm lố về cầu với cổng game, là cổng game thì đồ chơi nhá mọi người. Thì hôm nay cùng nhau vào đây anh em để gọi là có những công thức hay ho và đọc vị cắt so lại cả nhà với cổng game nhà mình các bác. Đấy, cái này thôi anh em đi đến 1-1 các bác em ạ. Cầu này chả có nhìn cầu đánh cái 9M luôn các bác anh ơi. Chả có nhìn cầu làm gì cầu này anh em ạ. Đấy, cầu này không cần nhìn cầu đâu. Đánh thẳng cái 9M cho mình luôn. Lại cái tài trước 9M nè. Hấp vội không? 5 này, 54 ok, 35 ok anh em ơi. Má cầu đấy thì chỉ cần gì đéo gì cầu bác. Cần đéo gì cầu được. Cái này anh em đây coi này. 22 kép là 22, cầu này về xỉu à. Này bơi về xỉu à. Bơi xỉu là cái 3 thôi. Ăn cái to đấy là cái nhỏ chứ. Rồi cho lắm. Xỉu nhá. Lầm nhẹ không? Ok bú, xỉu 10. Này nặng dưới lên, nặng trên xuống là 6351 rồi. Này vào đây bơi tiếp hấp cầu thôi. Tiếp tục qua tiếp lại mình, cái này có kép cái tài 15 nghi cơ về tài tiếp lắm, nhưng tiếp tục đánh tiếp mình về lại cái xỉu. Tài 15 là nghi cơ rất cao về tài đấy. Do là ba con 5, ba nút giống nhau là về lại theo cái cầu đó. Biết là giống nhau không? Để coi thử như nào. Để coi động vị như nào đây. Đọc theo quả vị đây bác. Tài là cây xỉu là cây ấy nhá. Biết bác tiếp tục về cầu à. Cố gắng để đánh được cái sơm. Sơm thơm tho được đánh được dễ về. Người ơi, người ở người hơi. Cố gắng đánh cầu người ơi người hỡi. Tiếp lại về lại cái xỉu 6m nè. Hấp được đầm vị không ta? Hấp được đầm vị không? Xỉu 6m nhá. Lượm lúa không ta? 6 này 63 này. Biết ngay mà gãy em ơi. Gãy gãy cái tài 2 kép 15 ấy. Cầu này thôi anh em đánh mình về lại con tài đi. Lại con tài 5M đi. Tiếng tài 5M cho mình đi. Bơi lại thì quả tiếng tài 5M nè. Ôi dồi ôi, bác lại được không? 4 này 46 ok. Rồi 56 56 hấp. Cầu này đang đi là cầu kép 3 à? Cầu kép 3 tài đi về gãy thôi. Kép 3 tài, kép trước cũng gãy bác, kép sau cũng gãy thôi bác, một mộ sau vậy. Đấy, đây về xỉu 5M nhá. Kinh nghiệm có hết. Chia sẻ kinh nghiệm đánh cầu tài xỉu đây mình cho anh mình dễ dàng. Bắt được là sớm lũ dễ dàng ở nhà. Theo cầu bác cầu à. Để đã tiếp được bú không? Làm theo là bú được mấy quả để cho nó thơm tí. Làm sao đúng không? Để đi lại cho mình cái xỉu là cây 5M tiếp. Vào cầu đi bú mấy quả cho tự nhiên ngay. Đánh cầu cho nó thoải mái các bác. Không gì phải căng tay làm gì, không gì phải khó. Tiếp lại cái xỉu 5m nhá. Vòng vào đây ăn chắc ăn vội đó thì cho nó ngon ăn thôi. Hấp được bài xỉu không? Xỉu lầm lúa đi. Vòng bú này 6 này 62 này. Ok 62 là muộn hình quá. Nặng 62 cũng run thế chứ. Cái này anh em auto về lại cái xỉu tiếp nhá. Đi lại mình là cây 4 triệu mấy đây. 4 triệu 9 đây. Xỉu nhá. Lầm lúa không? 2 này 2 ok rồi. Lầm đang thông quá thông em ơi. Đánh gội này là thông quá thông. Đánh này cầu này đi về đâu này. Về đâu mái tóc người thương. Em vẫn tiếp xỉu rồi à, tiếp xỉu mình rồi. Về là 22 đấy. Này có bù kép gì đó. Nói chung kinh nghiệm như mình có hết. Đọc vị. Giao án tôi đánh đọc vị hàng ngày. Đánh dễ ăn cái gì đâu. Đọc vị hàng ngày thôi. Bơ tiếp lại cái xỉu 4 củ mấy nhá. 4 củ cho mình tiếp. Đánh cầu đây được cho nó sên. Bắt cầu không được động vị ở nhà về bờ thôi. Không gì phải lo ăn cả. Lại một cái xỉu thôi. Tệ ga làm bảng của remix gọi là nghe cho nó sướng vai. Đánh được tối nay kiếm tiền để chơi. Rồi lập lúa không? Lập lúa không đây? Bơ tiếp về cầu không đây? 2 này ok, 2 mộ thì lập rồi. Cầu này anh em vẫn đi tiếp cho mình về lại xỉu thôi. Nhỏ nhỏ, đánh nhỏ nhỏ mà ăn to. Nhỏ nhỏ nào. 3 củ nhá. 2 này 26 à. Ôi ôi gãy em ạ. Má biết đánh 1 theo rồi. Con này đi lại 2 cây à. Để coi. Này mà đi bắt 1-2-3 hơi khó. Để bắt thử cái nhẹ nhàng bể câu về lại 1-2-3 đi. Coi thì bể câu về 1-2-3 chắc được không. Bể thử luôn. Cái này về lại thì mình cái xỉu 5M nhá. Bể thử câu này luôn. Câu này anh bảo bể thử luôn. Thử là phải thử. Không vội vàng làm gì. Đã thử vào đây là sơ cầu. Cần gì cho lắm các bác. Cần gì cho lắm mà nhà. Tiếp được bú được không? Bú được mấy cây không bà? Xem mình vào đây có soi được. Nó gọi là lầm lúa được tình tay các bác. Dễ dàng để đánh gì sơi. Không gì phải gọi là căng làm gì hết. Đánh nhẹ nhàng thôi. Tài xỉu đánh nhẹ nhàng. Đánh không cần phải bộ làm gì. Tiếp 5M nhá. Tiếp cả 5M nhá. 1, 2, 3 đi. 4 này. Ủa 4, 5 mà.
Ôi ôi, tài 11 anh mơ gãy à. Cậu này biết thế đánh như thế kia rồi. Thấy một mụn kép quá ngon quá thơm quá, đánh luôn đi chứ. Hấp được không? Một này, một một ok lậm nhá. Nhẹ nhàng thế là lậm thôi, từ từ đánh các bác. Cậu này biết là đi lại cậu 23 à? Bẻ. Tôi gặp 23 bẻ lắm, không đánh theo được đâu. Thì cứ bẻ về, đánh số lẻ cho nó vuông. Này tiếp tài à? Một một theo lại tiếp tài. Cậu này tiếp tài năm cũ à? Thôi sơ sơ được cho vuông. Sợ hai cái này gãy chứ. Gãy thì mình bắt lại nhỏ, lại mươi cũ. Còn nếu mà ăn vội, ăn lớn thì ăn lại to. Thế nói chung ăn thua thì hai cái này cũng chả sao. Mình một ngày đánh thì như cái chỉ tiêu mà đánh thì nói chung là đang vào cầu đánh thêm, chứ còn chỉ tiêu mà đánh một ngày lãi tầm 10M là mình nghĩ thôi. Lãi tầm 10M mình nghĩ, đang vào cầu. Vào cầu mình tham, tí mình đánh thêm. Còn người biết dừng là biết bản lĩnh các bác, hiểu không? Bản lĩnh mới gọi là dừng cầu ở đâu. Rồi, tiếp tục vào xỉu nào. Lậm lúa không? 1 này, 24 này. Ôi ôi gãy à, gãy mẹ 24 là 5 không? Mẹ tài 11 nữa, hai kép 2 tài 11 liên tiếp à. Tài tiếp không? Ôi ôi, anh em ơi gãy 2 cây rồi, còn bà nó. Thôi nhá, đánh thôi, đánh thêm 1 cây nữa, mình bắt thêm nữa. Ăn được cho ăn, còn ăn được thì thôi. Nói chung cầu đang hơi sai tí. Sai lầm tất cả. Này vậy là cái cây xỉu là không 1.570.000 này. 1.570.000 Cây này mà ăn thì mình thêm một được tô phở, thêm được cái bát gà, thêm được cái thùng bia. Còn không ăn thì mình cũng gọi đơn giản là mình dừng lại, gọi là cái lái là 10 cũ, mình tạm dừng. Cái gọi là biết dừng là mới gọi là bản lĩnh, hiểu không? Đánh cái đâm đầu mà kiểu như cứ đang thua, đang lái tự nhiên đánh lại đang thua, mà đi đâm biết đánh còn thua nữa thì thôi, không có gì là bản lĩnh cả. Hấp được cây xỉu không? Bắt được so được lầm lúa đây. Về xỉu có tiền nhá. Cây này về xỉu được có tiền. Không phải non, phải lo ấy. Làm thân làm no làm gì. Đánh nhẹ nhàng đánh cái dễ về thôi. Lo thân mình trước đã, lo người ta sau. Rồi 6 này 63, ôi hết hy vọng rồi. Thôi gãy ok thôi, lãi được 10 củ là ok nhá. 39M lên 49M lãi 10 củ một ngày thôi. Nhẹ nhàng thế thôi. Bạn nào thấy cô là chia sẻ hay là cho tôi xin một like subscribe nhé mọi người. Những tâm lý cách đánh cả nhà. Với ba anh em hẹn anh vào những video lần sau nhé. Ba cả nhà nhé.